Chương 3. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh. Bất quý nan đắc chi hóa, sử dân bất vi đạo. Bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn. Không tôn bậc hiền tài, khiến cho dân không tranh giành. Không quý của khó đặng, khiến cho dân không trộm cướp. Không phô điều ham muốn, khiến cho lòng dân không loạn. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh, nghĩa là trọng bậc hiền tài, tức là xúi dục lòng dân tranh giành làm bậc hiền tài để được người ta quý trọng. Quý của khó đặng là xúi dục lòng dân tranh giành chiếm đoạt để được người người thèm muốn món đồ sở hữu khó kiếm của mình. Trộm cướp nhân đó mà nổi lên vì bậc trị nước đã gợi lòng tham của con người. Tóm lại, hễ còn đem những gì làm cho người người thèm muốn mà tranh giành nhau là khơi nguồn cho trộm cướp và chiến tranh. Bậc hiền tài cũng như là của khó đặng là những cái mồi làm cho lòng dân sinh loạn. Nó có khác nào những chất củi khô làm bồi ngọt cho ngọn lửa tham dục dấy lên. Vậy trị loạn làm sao bằng phòng loạn, rút củi ra thì lửa tắt đi. Không tôn bậc hiền tài, không quý của khó đặng, không phô trương những điều mà lòng người tham muốn, đó là phép để dứt nguồn tham muốn của lòng dân. Thị dĩ thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Thường sử dân vô tri vô dục, sử phù trí giả bất cảm vi giã. Vì vậy, cái trị của thánh nhân là làm cho dân hư lòng, no dạ, yếu trí, mạnh xương. Thường khiến cho dân không biết, không ham, khiến cho kẻ trí không dám dùng đến cái khôn của mình. Hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, hư lòng, nghĩa là làm lòng không không, là lòng không tham dục vì không mắc bận đến thị phi, thiện ác và vinh nhục nữa. Chữ hư ở đây đồng với chữ không của nhà Phật, tức là tâm chân không. No dạ khiến cho người no ấm, không vì cơ hàn mà sinh ra tham dục. Nhược kỳ trí, yếu trí, chữ trí ở đây là sức cố gắng, là ám chỉ tham vọng, để chiếm đoạt cho kỳ được tham vọng. Yếu trí là làm cho lòng tham đoạt không chỗ dùng mà yếu đi. Kẻ biết hành động theo vô vi thì thuận với tự nhiên mà làm. Thuận với tự nhiên mà làm thì không hay là có làm, đâu cần đến ý chí. Lấy nhân lực, dụng tư tâm mà cưỡng lại với tự nhiên thì phải dùng đến ý chí. Không dụng tư tâm, hợp nhân lực với thiên lực mà thuận với tự nhiên thì đâu phải dùng đến ý chí nữa. Cá và nước thuận với nhau nên cá không hay là có nước. Cá đâu cần phải cố gắng hành động mà đến chỗ hoàn toàn, là làm mà không hay là mình làm. Làm một cách tự nhiên mà nhà Phật gọi là hành động vô tâm. Cường kỳ cốt, tức là mạnh xương, là được dồi dào sức khỏe. Kẻ bạc nhược thường là kẻ thường có tâm cảm tự ti, cho nên dễ có nhiều lòng tham vọng. Sử dân vô tri vô dục, tức là khiến cho lòng dân không biết và không tham. Biết ở đây là ám chỉ sự hiểu biết thông thường, chỉ về cái biết về thị phi và thiện ác. Nguồn gốc của sự đèo bòng ham muốn, đó là trang tử gọi là tiểu chi, cái biết vụn vặt chi ly của lý trí, chứ không phải là cái đại chi, cái biết bao gồm tổng quát của trực giác. Nếu đã vô chi thì sẽ vô dục, vì không đèo bòng tham muốn do so sánh phân chia vinh nhục lợi hại mà có. Dân mà trở lại thuần phác, không trọng hiền, không quý của khó đặng, không bị ngoại vật lôi cuốn, thì kẻ trí mưu xảo quyệt nương đâu mà dùng đến cái khôn của họ. Kẻ mà còn nhiều tham vọng thì lấy lòng tham mà dụ, kẻ đã tuyệt lòng tham thì còn lấy cái gì để làm rối loạn được lòng. Và đây cũng đồng một ý với câu vì ta không tranh nên không ai tranh nổi với ta của lão tử. Vì vô vi tắc vô bất trị, nếu làm theo vô vi ắt không có gì là không trị. Ở đây kết luận của toàn chương là lấy vô vi mà trị thì không có gì là không trị.